Hôm nay quay lại cái vườn của Hải là để cắt cái chính hóa này nè, gọi là cây bản địa, để tham gia cái hội chợ ở Nha Trang từ ngày 26 tới ngày 30. Dương, hội chợ đó ngay chỗ công viên gì Dương? Công viên Yến Phi. Nhưng cả nhà ơi, bây giờ phải đi về rồi cả nhà, chuẩn bị gùi đồ. Vì 7 ngày nữa sầu riêng mới cắt được. Đây. Cắt một trái đi chêm cơm đây. Thợ cắt mấy tuổi thợ cắt? Rước từ Bình Phước về đó. 6 tuổi rồi. 6 tuổi à. Thì cái đây phải nắng á, nếu mà có nắng nhiều thì 7 ngày, còn thêm 10 ngày nữa mới cắt được. Rì thôi, còn đây còn lâu lắm. Cái này còn lâu lắm hả? Thôi ơi. Ngày nữa. À vậy hả? Còn rì là rì tầm 1 tuần nữa cắt được một ít rồi. Mình cắt được ít hả? Để cho cả nhà thưởng ngoạn cái này trước rồi mới nói về cái vườn này. Năm nay là bỏ trái đèo ra là 7.000 trái, 500 cây, nhưng mà làm trái được 300 cây thôi. Còn tại cái đồi bên đây là còn tơ hết. Cái đồi bên này là còn tơ. Cho cả nhà coi cái dòng suối này nè. Nên mới nói với Hải là phải trồng một số cái cây như là chôm chôm, như là ổi này kia nào khác, để sau nữa làm du lịch. Đấy. Đấy. Thấy không? Một đống sản phẩm. Tại vườn là vườn từ vườn bệnh mà cả nhà. Đẹp không? Ở xuống kia là càng đẹp nữa. Đó. Đẹp kia không? Mê không cả nhà? Đấy. Đúng không? Xuống dưới kia, xuống kia đó. Mà có mấy cái tảng đá ngồi cắm trại là tuyệt vời luôn. Hai cái đồi sầu riêng này là một của Hải luôn. Năm nay là thoát nghèo rồi. 7.000 trái mà nhân lên Thái là 3,5 kg thôi cả nhà. Thì đã là 24 tấn đúng không? Rồi để lên đây gặp người ta nói hỏi về chi phí 3 tháng phục hồi và 6 tháng làm trái. Hôm nay là 9 tháng rồi, hết bao nhiêu tiền? Đây, hữu cơ Thuận Thiên đây. Hải là cực kỳ ngoan luôn. Hải còn thiếu linh biến nữa thôi. Nếu Hải thiếu linh biến nữa thì trái nó sẽ tròn hơn. Tại vì trong đây là không có sóng điện thoại, nên phổ phải đi tới tận tận vườn chứ không gọi điện được đâu. Ở đây là tịt sóng. Nhưng mà thấy kéo điện rồi, cái điện bao pha là sắp tới đỡ rồi. Tại vì đây là một cái mô hình giống như là Tuấn hồi xưa, Tuấn phải đi làm thị trường mất nhiều tỷ là vậy đó. Là phổ đã giúp em này công nợ. Tới hôm nay là cái vườn này 9 tháng qua là chi phí bao nhiêu rồi? Dạ, từ phục hồi cho tới làm bông rồi trái trong 9 tháng là 240 triệu. 35 triệu. 235. Nhưng mà nhờ phun xịt từ đây tới thu hoạch luôn là tức là vườn này khoảng hai mấy ngày nữa thái cắt, còn mấy ngày 10 ngày nữa cắt. Có đúng không? Có đúng số nợ vậy không? Đúng. Đúng. Xui quá, phải như nó không cộng sổ, nó nói 280 thằng phổ đỏ rồi. Rồi. Đếm rồi hả? 7.000 trái. Đếm sơ sơ đó. Đếm sơ 7.000 trái, nhưng mấy trái đều bỏ. Mấy trái đều đều là nó chưa tính á. Rồi, nói luôn nè. Để lên kia thấy, tức là Hải sang năm là phải linh biến nó nghe, mới giúp cái làng bà con mình ở đây. Hải theo anh này như thế này. Hôm rồi đoàn quay phim, Tuấn chưa định quay phim đâu, nhưng mà do là công ty tham gia cái hội chợ lễ hội trái cây ở Nha Trang đó, công viên gì quên nữa rồi, Yến Phi, thì mới mời mấy anh bên hội nông dân của tỉnh và truyền hình vào quay cái đây mấy ngày. Thì ngày 25 sẽ phát sóng á cả nhà. Nhưng mà tình hình sầu riêng này thì bây giờ đi vườn khác thôi. Đó, đây là cây đực nè, cây cành đực này, xin lỗi, cây cành đực này bên đây trái này cả nhà thấy không? Mê không? Cành đực nè, đó hồi trước tôi quay, giờ tôi quay lại cái cây này thôi. Bữa nay là 235 triệu, nhưng mà phun nữa
cho tới ngày thu hoạch đó, thì ở đâu đó nó nằm khoảng 240 triệu. 240 triệu mà chi phí cho 500 cây đúng không? À, 500 cây. 500 cây. Mà ở đây làm trái được 300 cây không em? Ừ, 300 cây. 300 đúng không? 300. Mà cả nhà biết ha, phục hồi bệnh á, 3 tháng là chi phí gần bằng 1 năm. Đó nè, bệnh nè, đó, đâu có cho trái đâu nè, nên phải trừ mấy cây này ra nè. Đại loại vậy. Nhiều lắm. Cây kia cũng bệnh lên đó. Nè, bệnh nè. Ha. Bệnh con lợi được một bình. À, bông nè. Hồi xưa là ai bày em, khi nó bệnh đó là ai bày em băm như vậy? Ừ, nhiều người bày lắm anh. Nhiều người bày hả? Ờ. À. Người ta nói là phải là băm. Băm. Chặt. Rồi tưới cái gì? Tưới Adiput đó. À, cái xanh xanh này là cái gì? Matasi. À, Matasi hả? Mà còn chích hả? Có chích không? Hả? Ông Cảnh có vô giúp em chích nữa đúng không? Không. Sao? À, lúc đó chích mấy cây à? À, chích cái gần nhà. À. À. Rồi gặp anh Phổ là rút kim ra rồi đúng không? Rút kim. Wow. Đó ha, bây giờ năm nay là em phải linh biến nữa. Tại vì cái chỗ em nó không có sóng. Nên bây giờ Phổ không nhắn tin được mà không gọi điện được. Thì bây giờ chúng ta rút kinh nghiệm ha. Rồi. Đấy, tuấn nhân lên 3,5 kg thôi thì cả nhà tính đi. Đấy. Nói luôn cái chiều trái. À, đúng rồi. Ở đây đó nha, là chủ quan là ở đây là không có gió nè, nhưng không biết ông trời mấy tuổi đó, anh khuyên em nè. Cột cành. Rồi, chống cành rồi, ok. Nhưng ở đây chưa chêm trái. Mà chưa chêm trái này, sắp tới đây mưa nhiều thì những cái gai này đâm với nhau. Đó. Và cái thứ hai là gì ạ? À? Khi em chêm trái đó thì em phun cái công thức nấm á thì nó mới giải quyết triệt để, nó chui vào đây được. Cái khi em chêm như vậy thì có gió nó lòn vào thì trái em nó sẽ dài là nhanh khô. Ủa, cái nùi ghê thiệt kìa. Anh hỏi nè, hôm trước anh vô quay phim là anh thấy có mấy trái nấm ở trên kia. Thì sau khi quay phim xong hôm kia là hôm qua em phun rồi đúng không? À, phun xong là em thấy là ngưng ngay, đứng ngay lập tức đúng không? Phun một phi hay là hai chai là 500 ml? Em phun TN là một phi là hai chai. Đúng rồi. Rồi mình muốn cho gai nó đẹp thì phải hai gói combi và 400 ml. Combi ha. Đấy, tại vì phải sửa trái nữa, rồi soi, rồi lăn. Lăn vừa rồi là 200 hay 300? Lăn và kali. Lăn 300. 300, kali 300. À, kali 300. Để cho dày thành tế bào và cứng. Cứng thành tế bào. Đó. Đó, như cả nhà thấy là những cái cây này nó bị bệnh nè. Nên nó đâu có trái gì đâu. Đó. Mà mấy cái cây này tốn tiền rất là nhiều nè. Đó. Nên là cả nhà thấy không? Chi phí 500 cây nhưng thật sự có 300 cây thôi. 300 cây cho trái nhưng mà cho trái cũng không đủ trái đâu. Đó. Mà nông dân đã thoát nghèo rồi. À, vừa rồi là lá vô chút. 75 lùa hả? 75 lùa. 75 lùa. Từ từ bán, tại vì có 20 mấy ngày nữa. Đó, cả nhà thấy nè. Tuấn quay như thế này để cả nhà thấy một điều rằng là gì ạ? Đấy, Tuấn muốn nhắn gửi là người đồng bào đấy mà người ta làm được. Đấy, tức là cái quy trình của Thuận Thiên á, nó rất là đơn giản. Chúng tôi có 10 sản phẩm tổng cộng thôi. Còn bên làm hóa chất là sao ạ? Nay phun loại này, mai phun loại kia. Hôm nay tăng liều, mai tăng liều, đúng không? Mà đâu có giải quyết được đâu. Đấy, cái hôm vừa rồi vô quay phim mới té ngửa là đó, đó nắm nè, cái đây nắm lâu rồi. À, vậy hả? Lâu. Đó, phải đứng ngay lập tức nha cả nhà. Rồi, chưa yên đâu, ngày mai phun lại một lần nữa và hôm nay cố gắng kêu người chêm leo lên chêm, chẻ cái tre ra, một cái bụi tre kia chẻ ra giùm anh, rồi để muốn phun mới triệt để được, chứ cái gai nó đâm vào nhau. Cái gai nó đâm vào nhau như vậy thì nó tạo thành vết thương. Đó, nên ở đây cả nhà thấy là Hải chỉ là thiếu một xíu là linh biến thôi. Chúng ta sửa trái từ rất lâu rồi. Nhưng Hải mới có sửa trái gần đây. Vỏ nó cứng mất rồi. Nhưng cái cổ bông hai vẫn còn sửa được. Như vậy thì đây hai cổ bông. Xả trái giống như vừa anh Linh đó là chuẩn đó. Tức là sửa trái từ khi nở gai. Như vậy. Đấy. Nên tôi nè, coi nấm đối kháng nè. Đó, hữu cơ Thuận Thiên nè. Đó, nấm đối kháng nè. Cái đây em bỏ 7 kg luôn. À, 7 kg luôn hả? Yên tâm, bây giờ thì có phóng đọt, phóng điếc gì cũng. Yên tâm, bây giờ vấn đề sửa trái nè. Cả nhà không phải là chỉ phun lên trên là được đâu. Ở dưới là dinh dưỡng, hữu cơ, NPK. Đó, giai đoạn này mưa nhiều quá thì có thể bỏ cái amino ra. Này, như cây này là sửa trái tốt nè. Cây này là trái nhỏ còn nhiều nè. Cái này của bông muộn nè.
Em là bị thất bại một của bông sâu đúng không? Nghe Phụ nói là mưa trái vụ mà nhưng lúc đó là đang đi làm ở xa. Đang đi làm. Đấy, nên là lượng trái của em nếu làm đúng là nó phải lên tới 10.000 trái mới đúng. Là của bông sâu là mưa trái vụ xong mấy ngày sau mới về. Đó. Một tuần mới về. Về là rụng luôn á. Vậy là rụng, rụng mà vẫn còn được như thế này cả nhà, chứ không thôi em nó không dừng lại ở chỗ này đâu. Rồi bây giờ dẫn anh đi coi cái vườn kế bên của mình, bữa đó anh thấy hóa chất á. Đây. Là vườn có quá khứ. Đây. Đó, này như cây này cả nhà, đâu có làm trái nào đâu cả nhà. Này cây bệnh này. Cái đó hồi bữa nếu không gặp anh Phú em chặt luôn. Không gặp anh Phú là chặt rồi đó hả? Đấy, bên đây hả? Rao nhau cái hàng chuối đó hả? Đây là cái vườn bên mình. Nha, để cả nhà so sánh, nhưng mà ngộ lắm nha cả nhà. Nông dân mà mới làm ở Thuận Thiên á. Và trước đó là phun kính thưa các loại thuốc côn trùng nội hấp xông hơi, không giải quyết được thành chuỗi trà giống gì đây. Vậy mà khi chúng tôi vừa mới vào phục hồi 5-6 tháng cái là ra cơ đều hết, có một nhánh thôi bị thôi, cái là bắt đầu là hoang mang rồi đó. Đó, cái ranh đất của nhà em là từ chỗ nào đâu? Cây này là cây bên em. Nghe đây. Hàng chuối. Đây, hàng chuối. Thì cái này là cỡ bên đó, thấy cả nhà không? Nhưng mà đâu có ai than phiền gì đâu. Mà chúng tôi chỉ cần bị một nhánh thôi. Rễ sao thì ngọn vậy, một nhánh nữa thôi là bắt đầu hoang mang rồi, ngộ quá vậy đó. Mà đã phun nhiều năm trời, mười mấy năm trời bằng hóa chất, không cứu được vườn, rồi cuối cùng về Thuận Thiên. Nhưng khi cây nó đẹp lên một cái là có một nhánh bị rầy. Người ta bị gì thì bên Thuận Thiên bị đó, nhưng không được quá 2%. Đấy, chúng đi quay cho cả nhà coi nè. Cách nhau cái ranh thôi này, hai cây cái ranh thôi này nè. Nó làm sao có chuyện rầy bên này quay qua bên này được. Sau này chúng tôi cái tàn nó lớn ra, chúng tôi xử lý sinh học thì cái cây này được hưởng, cái cây bên hóa chất này được hưởng này, thấy cả nhà thấy không? Đó, nè nhìn vô đây nè, thấy không? Hàng chuối nè, thấy rõ nét chưa? Đó, chúng ta đi ngược lên này mới thấy nữa này. Đó, bên này bên Thuận Thiên, bên này là bên hóa chất. Họ sang với nhau là khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà hồi xưa là cây em cũng giống vậy á hả? Giống vậy. Chà chàn. Chà chàn như vậy. Em bỏ phân bông cứ gì mà kệ, nó cứ chà chàn vậy. Nó không giờ lên đẹp như vậy. Còn bây giờ thì anh quay cái ngọn. Cái cơ nó đi. Đó, thì bây giờ là có tiền rồi. Ha, chăm cái này vô. Năm ngoái là đầu tháng 12 em phân hóa hả? Thì năm nay nửa tháng 12 chứ. Nửa tháng 12, năm nay đầu tháng 12 phân hóa đi. Cho nó cơi nó sớm để nó không trùng với Thái Lan. Mùa này đang trùng Thái Lan, các nhà thấy không? Này trái này. Đó, chứ mà phải như em nó mà nó thu được hết 500 cây thì. Đó. Cây này nó trùng trái nó không nhiều đó. Ít thiếu trái thôi. Thì dù mình chưa có kinh nghiệm. Với lại em bị mất cái cổ bông sâu rồi. Mưa trái vụ một tuần sau mới về thì mất rồi, như vậy là mừng rồi em. Như vậy là thoát nghèo rồi ha. Rồi, ok em. Rồi, anh cảm ơn Hải. Nên nha. Nên nông dân đó là đừng có quá cầu toàn. Hình như là tôi thấy trên mạng á, vườn em toang rồi, vườn em tiêu rồi, vườn em năm nay thất thu rồi, nhưng mà không bao giờ dám lôi tên ra tại sao thất bại. Trên hội sầu riêng này kia đằng khác á, mẹ mà thường như có vài con rầy thôi, vài trái bị nấm thôi là bắt đầu là hoang mang. Cả nhà coi tôi coi cái clip có sâu không. Nên tại sao sầu riêng của Thuận Thiên sâu và nấm đều được lùa? Ai bán cho các đối tác của Thuận Thiên là biết rồi ha. Sâu và nấm đều được lùa. Tại vì nếu phát hiện sâu phun vào đó, 1-2 ngày sau con sâu phải trồi đầu ra. Và không bao giờ ăn sâu vào bên trong. Và nấm cũng vậy, khô ngay lập tức. Nếu mà có nắng là khoảng 4-5 tiếng thôi là khô. Rồi, anh dặn luôn nè. Khi mà em phun á, ha. Em phun nấm, ví dụ ngày mai là em phun công thức nấm nè, phun lại nè, chêm cây đi. Chêm hết. Chêm hết, ngày mốt phun cũng được, nhưng mà cố gắng càng sớm càng tốt nha. Thì em phun xong, gặp mưa. Thì em, khi nào em thấy cái trái nào mà nó khô,
và cái lá nó khô tự nhiên là không cần phun lại. À, còn cái cây nào mà em thấy là chưa kịp khô mà mưa thì sau đó để nguyên cái phi đó, cái phi này có thể để từ 7 tới 10 ngày cũng được, quậy lên là xài thôi. À, là em phun lại cho những cây mà chưa khô. À, cái công thức nấm của mình nó chưa khô. À. À. Rồi, đó bây giờ đó là em bỏ phân hữu cơ là thoải mái nè. Nha, nhưng cái cơi của tháng sắp tới tháng 12 làm trái đó thì phải lúc đó phải nhìn cây mà bón phân. Cây nào sung quá có thể bỏ qua luôn. À. Bỏ qua luôn không? Có thể đúng rồi, theo chỉ đạo của anh Phổ. Nhưng mà yếu quá thì cũng có chừng bị rầy đấy. Đói cũng sinh rầy mà. À, như vậy. Hoặc là ví dụ như cây đó bỏ 3 kg thì bỏ 1 kg hoặc là 2 kg hoặc 3 kg đại loại vậy. Nha. Tại vì sung quá thì phân hóa nó rất là tốn tiền và nó không có đồng đều. Và năm nay là cho lấy cây súng sục để cho nó đều. À, thí dụ nhìn bộ lá anh chỉ đây ha, đây. Đây. Nè, chúng ta nhìn nè. Cây này bộ lá là chuẩn nè, mặc dù đeo trái nhiều nè nhưng bộ lá này là chuẩn nè. Đúng không? Đó, trái rất là nhiều nè. Cây này đếm chưa? Đếm rồi. Bao nhiêu trái? 50 mấy 60. À 50 mấy 60. Đấy, rồi. Thì cây này thí dụ như bộ lá nó sung như thế này thì chúng ta đó sục cái lăng 1000 ml tới 1 lít cho một phi, chúng ta sục lỗ cách lỗ 8 tấc ví dụ vậy. Nhưng thí dụ như quả cây này trái nhiều mà bộ lá nó dày. Đây. Đấy. Trong hai cây thì cây này sung hơn cây này, đúng chưa? Này nhìn bộ lá nè, thấy không? Nó nhạt hơn một xíu này. Nhưng cây này thì càng là thua cây này. Đúng không? Cây này là cây này là yếu. Đúng không? Thì như vậy là cái cây này chúng ta sụp cái lăng nó lỗ cách lỗ 1 mét, cắm xuống đất 2 cm, bóp một cái xong cắm xuống không được quá 1 tấc, bóp một cái nữa tại vì có còn áp lực nữa, để phủ lên cái đầu rễ là nó già ngay và không có bị loãng, không có nằm trên rác. Và tại vì khi phân hóa mầm hoa nha, mà sau đó mà gặp cây mưa lớn, sau đó 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng thì ở trên nó sẽ hấp thụ nhưng ở dưới nó loãng ra thành dinh dưỡng phóng đọt bình thường. Tại vì lăng của mình là lăng hữu cơ. Đó. Như cái cây này thì chúng ta lại nếu sau, anh nói ví dụ khi làm bông bộ lá nó như thế này thì chúng ta sục lỗ cách lỗ 1m2, 1m5. Thấy không? À. À, như vậy chúng ta phải nhìn vào cây rồi chúng ta phân hóa mầm hoa. Là... nhìn vào cây mà bón phân. Đó, thí dụ cây này. Cái này thương tạm. Đó, cây này bước vào làm bông thì mình bón 3 kg, thí dụ vậy. Nhưng cây kia bón 2 kg, kia bón 1 kg thôi. Cái này bón 2 kg nha, cây kia sung à. Ví dụ vậy. Tôi nói ví dụ như vậy, tại vì tôi lặp lại là sung quá thì bông cũng sẽ ra không đều, à, nhiều cổ bông, à, tốn cái phân hóa mầm hoa nhiều lần, nhưng ít quá là cũng bị sâu rầy nha cả nhà. Đấy, thấy không, à, hai bộ lá này khác nhau này thế ra, à, nên là em phải biết thì em mới chỉ cho người dân tộc, người đồng bào của mình được. À, cây này bao nhiêu trái? 70 hả? Ông chẳng nhớ hết trơn trời. À, hữu cơ là nó có vú bò vậy đó. Cây kia là 101. Câu này cao 101 đâu? Đi dẫn đi coi cây 101 coi. Đấy, chúng ta nhìn vào bộ lá ha. Thì chúng ta bón. Tại vì sao cả nhà biết không? Cái hữu cơ của Thuận Thiên á, sau khi dư ra đó thì được chuyển hóa. Ôi trời, cây này trái cũng ghê vậy em. Nhỏ mà có vỏ, đúng rồi. Này, cái nhà cái nấm đối kháng nè, thấy không? Chính cái nấm đối kháng này nó sẽ đỡ vấn đề về vì nấm thì bào tử nấm nó sẽ lúc mà năm trước cây này là ra trái có 25 trái. 25 trái giờ... năm nay là bao nhiêu? Giờ này gấp hơn 2 lần. À, anh hỏi nè, năm ngoái đó là em thu là được bao nhiêu tấn? Thu hết cả vườn này được cũng 10 tấn. 10 tấn mà tỷ lệ sâu và nấm là hết bao nhiêu? Tỷ lệ sâu nấm hết là 3 tấn. 3 tấn, 10 tấn mà sau nó 3 tấn rồi. 3 tấn. Đấy. Đấy. Cái nhà thấy chưa? Giờ này quê không có con sầu nữa. Đúng rồi. Không có con sầu hết. Thì đấy nên cái bữa trước hội nông dân tỉnh có gặp riêng em này, sau khi quay phim thì có gặp riêng em đúng không? Hỏi rất là nhiều vì họ khi tuấn tới tuấn thưa chuyện đấy thì họ tin, họ nói là tôi tin có 30% thôi. Nhưng tôi nhìn vào đất thì tôi tin vì trùng đất
thì đất không biết nói dối cả nhà. Đấy, cái nấm đối kháng này. Đó, chính cái nấm đối kháng này nó sẽ phụ với cái soi. Đấy, cây nào trăm đâu? Cây nào trăm? Hơn trăm. Hơn trăm luôn hả? Wow. Cây 8 năm á, hơn trăm. Ờ, 8 năm đây hả? Đó. Rồi. Nè em coi nè. Đây là cái cây mà nó khỏe nè, cái trái này nó không có bị ấy, nhưng mà nên lấy nó xuống. Đây nè, cái trái này nè. À, nó lâu rồi này, đúng ra nó bị nấm này cả nhà, nhưng mà thấy nhà không, thấy không? Không bị nấm. Nhưng đừng có chủ quan, phải lấy cây chọt nó xuống. Tại vì sắp tới nó mưa nó nhiều hơn và sắp tới nội sinh cây trồng nó yếu hơn. À. Lấy nó luôn chứ. Lấy luôn đi em, lấy luôn đi. Wow, cây này cũng trái dữ á. Và cả nhà phải nhớ một điều này nữa nha. Trong clip này nó có nhiều nội dung đó. Tức là cái NB có học thì cả nhà bón xong nó xài không hết thì nó sẽ rửa trôi và bốc hơi. Riêng NBK hữu cơ nó sẽ chuyển hóa thành dinh dưỡng nha, nó để đó. À, và nó xài cho cây sau. À, nên làm với Thuận Thiên là thứ nhất là bộ lá nó sẽ xum xuê và cái dinh dưỡng nó được tích trữ. Bên cạnh đó soi có nhiệm vụ là gì ạ? Tôi nói lại thôi, nó giống như bà nội trợ khéo tay và thông minh nhưng gần như là vô sản, bước vào đất chỉ có bước vào nhà chỉ có xách vào vài thang thuốc bắc thôi để cho giải độc, uống cho giải độc phục hồi và hoàn nguyên nguyên đất. Rồi cái bà nội trợ này là tiếp tục làm gì nữa? Mới đầu vào thì rất là vất vả nhưng sau đó rảnh rồi đó thì bà mới trồng thêm rau, nuôi thêm gà, trồng thêm lúa, dẫn đến là gì ạ? Cái soi nó làm cho tầng canh tác càng ngày càng dày lên nha. Ai cứ thử nghiệm trước khi làm với Thuận Thiên, cuốc đất xuống coi tầng canh tác là tầng đen đen đó nó bao nhiêu cm, 40 hay 50 giờ thì sau một năm cuốc lại chắc chắn cái lớp đen đen nó sẽ dày thêm lên và cái lớp đen đen đó là bao nhiêu dinh dưỡng là không thể biết được đâu ha. Nhưng các nhà khoa học đã làm một cái thí nghiệm trên đất trung bình thì 1 hecta nó có 3 tấn N ở dạng khó tiêu, lân nó có khoảng 700-800 kg và kali nó còn 300-400 kg ở dạng khó tiêu thì chính trùng đất và các vi sinh vật khác sẽ ăn và chuyển hóa, ăn và chuyển hóa để tạo thành những cái dễ tiêu, nên là càng làm với Thuận Thiên tại sao càng rẻ là vậy. Nên tôi tự hào một điều là quy trình của Thuận Thiên là chi phí thấp, năng suất cao. Đây là một quy trình hiếm có trên thế giới. Đây, cứ đi mà kiểm tra các nước Nhật Bản, Israel hay là Úc hay là các nước đi. Đó, em phải sửa trái sớm thì nó sẽ đẹp hơn nữa nha. Năm sau em rút kinh nghiệm. Em rút kinh nghiệm nha. Năm nay chưa đúng không? Này, cái này là phải tăng dinh dưỡng lên để sang năm chúng ta làm ha. Cái này cơ nó ra đẹp. Người nông dân họ tự khen như vậy luôn á cả nhà. Quá đẹp luôn á chứ không phải đẹp bình thường nữa đâu. Cơi này đó. Do mưa không lấy được dinh dưỡng thì nội sinh kém thì mình phải phun TS. Chứ nếu mà cái cơi này ra nắng nhiều ít mưa không cần. Đây đây là bộ bên này. Nhưng quá trình em phun á, cái công thức không có TS đi chăng nữa đó, nhưng mà em quơ lên trên thì nó cũng hết. Tại vì sao ạ? Cái mình là cái tinh dầu, nên nó bó vào thì cái các con này nó không có cử động được luôn. Nó trích luôn cái thành thở, nếu có sâu là trích luôn cái thành thở luôn. À, nhưng mà có TS thì nó triệt để hơn là như vậy. Để ít này, lúc đó em thấy nó vàng vàng đó. À em thấy nó vàng vàng á hả? Vàng à em lật bớt hả? À, nó bùng bùng em sợ nó chết chứ. Em sợ nó chết á hả? Ồ. Em lấy nhiều nó chết liền đó. Nhưng bữa nay thì nó khỏe lắm rồi. Ok. Thế năm sau. Cái kia này đẹp. Đâu? Ha. Nhiều cây đẹp quá. Không, cái đồi bên kia đẹp lắm cả nhà. Hay là chúng ta qua cái đồi bên kia đi. Chúng ta làm một clip về nó đi. Wow. Đẹp vậy. Trời đẹp vậy. Trời ơi. Đây mà em phun sớm nữa. Đúng, em phải sửa trái từ sớm chứ. Trong clip của Vườn Mai Nhiên, em thấy không? 15 ngày thôi anh quay lại là bản thân anh còn ngạc nhiên nữa. Tức là phải dinh dưỡng dưới đất.
Và quy trình sửa trái đó là cả nhà, nếu như mà chúng ta nói là 3 tháng mới tới định kỳ đổ gốc, thì nếu giai đoạn sửa trái đó cả nhà, nếu mà nó rơi vào 2 tháng thì cả nhà cũng đổ luôn thì càng tốt. Đó, cộng với NPK, cộng với amino, cộng các cái thứ, nó phải dinh dưỡng ở dưới và dinh dưỡng ở trên, hai cái nó đẩy ra nó mới sửa trái được. Chứ không phải là đi phun ba cái gì GA3 rồi ba cái gì bách lo pha loãng để làm cái trái tròn như cái trái banh xong rồi toàn học giả không thì mình không làm. Đẹp ghê không? Cái này nó không tơ à, lúc đó em không kịp xử lý. À không kịp xử lý. Nó tơ thì mình phải xử lý kỹ hơn. Kệ nó đi, cái này tơ mà năm sau. Cái nên là cái nhà thấy không? Đó, ngay cái vườn 280 cây này thôi nè thì tỷ lệ không cho trái cũng khá nhiều. Cái này có trái gì đâu. Đó. Như vậy. Tại vì Hải phải đi làm rồi lấy cái tiền đó đầu tư vào đây. Rồi, chúng ta đi qua suối đi. Qua ra coi coi cây nha. À, nên không phải tự nhiên mà doanh nghiệp họ mua xô lùa cả nấm và sâu của Thuận Thiên đâu. Mà không có lý do của họ. Đấy, nguy cơ là thành heo hết nè. Nên tới xuống á. Yên tâm, lùa hết. Bên Thuận Thiên heo vẫn ngon bình thường. Yên tâm nha. À, hôm qua họ gọi đó, anh Tuấn ơi, heo bên anh nha, xương bên anh vẫn có muối nha, là như vậy. Xương heo thì có muối hết. Và hôm qua họ còn khen tiếp cái công thức là chúng tôi có thể giữ trái lại 20 ngày. Kể từ ngày chín chúng tôi giữ trái được 20 ngày trên cây. Nó có công thức đó, bữa nào sẽ chia sẻ công thức đó cho. Kể, cứ quay hết, rồi. Vừa xong thì đi qua bên kia tới suối rồi chúng ta tắt cái clip này. Quay hết. Vậy là được rồi. Năm nay thời tiết xả nhụy gặp nắng nóng tất cả mọi thứ. Em lần đầu tiên làm với anh ở cái vườn bệnh mà như vậy là tốt rồi. Rồi. Ok. Rồi để anh qua cái vườn bên kia ra là khèo lấy cái trái này ra. Anh thấy là thấy nội sinh không? Yên tâm một điều là đừng cây có để lúc mà năm trước á, em chưa sai bên hữu cơ Thường Thiên á, cây đấy nó bị què luôn, nó không có lên. Cây này á hả? Nó muốn y như là nó kiệt sức hay sao á. À kiệt sức á. Còn bây giờ thì Rồi lấy cái trái đó ra ha. Nhớ là đừng bao giờ để nó bị nấm, tại vì bị một trái như vậy là mấy trăm ngàn rồi. Nên là chỉ có thời tiết bất lợi là chúng ta đã kèm vào rồi. Nó không đáng bao nhiêu đâu. Đó, lấy ra, đúng rồi. Coi chừng. Đúng rồi. Đúng. Đó, thấy chưa? Nè, tức là nó kẹt ở trên đó bao lâu rồi nè. Mà không có hề lay cho. Đó, thấy không? Nhưng mà đừng có chủ quan nha. Rồi, chêm đi em. Tập trung chêm đi. Mày chắc em chêm luôn. Chêm người vào chêm. Chẻ tre ra chêm. Rồi, mốt thun phun công thức nắm liền. Tại hôm nay nắng nè. Rồi, chúng ta đi qua cái đồi bên này nhé. Để thưởng ngoạn bên này ha. Rồi.